Ngày 25 tháng 3, nguồn tin của báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông THD, sinh năm 1968 để điều tra làm rõ hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo thông tin sự việc, do bận công việc, gia đình, chị Y thường gửi con gái là N, sinh năm 2012 qua nhà cô giáo chủ nhiệm của cháu, từ sáng đến chiều mới đón về. Khoảng trưa ngày 17 tháng 3 sau khi tan học, cháu N và 5 học sinh khác được vợ chồng cô giáo chủ nhiệm đưa về nhà riêng để cho ăn uống rồi ngủ trưa. Lợi dụng các cháu đang ngủ, ông D, chồng của cô giáo chủ nhiệm, đã hôn, sờ, đụng chạm vào bộ phận nhạy cảm trên người cháu N. Khi đang thực hiện hành vi, cháu N thức giấc và kêu la. Lúc này ông D dừng lại và đắp mền cho cháu N rồi đi ra ngoài. Sự việc sau đó được cháu N kể lại toàn bộ với gia đình. Ngày 25 tháng 3, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết kết quả khám nghiệm hiện trường tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn tình cảm, tài xế tự điều khiển xe ô tô, mang theo xăng đến gần nhà người tình rồi tự ý đốt cháy, tự tử trong xe. Tài xế được xác định là ông B, 50 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin, khoảng 0 giờ 15 ngày 24 tháng 3, người dân trên đường Nguyễn Thị Định thuộc khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, phát hiện một ô tô nhãn hiệu Camry đang bốc cháy dữ dội. Tài xế vẫn ngồi trên ghế lái. Thấy vậy, người dân sử dụng các vòi nước sẵn có để dập lửa, đồng thời phá cửa để giải cứu tài xế ra ngoài nhưng không thành. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tài xế B tử vong tại chỗ trên ghế lái. Qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera tại hiện trường, cơ quan công an nhận định nạn nhân tự tẩm xăng rồi tự đốt cháy bên trong xe dẫn đến tử vong. Cũng theo kết quả xác minh từ cơ quan công an, ông B có tình cảm yêu đương với một người phụ nữ tên C. Chị C đã có con và ly dị chồng, nhưng nay đang hàn gắn lại tình cảm với người chồng cũ. Rạng sáng ngày 24 tháng 3, khi ông B điều khiển xe ô tô đến trước nhà chị C đang sinh sống thì xảy ra sự việc trên. Chiều ngày 25 tháng 3, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đội 2 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông vừa phát hiện và xử lý trường hợp nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung. Cụ thể, lúc 1 giờ 29 ngày 13 tháng 3 tại km 119, quốc lộ 18, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chị Nguyễn Thị Hát, trú tại Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, bị đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Mức cồn đo được của chị Hát là 0,469mg một lít khí thở, vượt mức phạt cao nhất đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Với lỗi vi phạm này, chị Hát bị xử phạt tiền là 35 triệu đồng, tạm giữ xe ô tô đến 10 ngày làm việc và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. Vào khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 3, tại km 114 600, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục kiểm tra ô tô biển kiểm soát 14A, phát hiện lái xe Nguyễn Thị T.L., trú tại Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trong hơi thở có nồng độ cồn với mức 0,535mg một lít khí thở. Đây cũng là mức cao về vi phạm về nồng độ cồn. Cả chị H và chị L đều cho rằng, với khung giờ khuya từ 22 giờ đêm trở đi, lực lượng chức năng không còn làm việc nên vẫn liều lĩnh điều khiển phương tiện về nhà. Sáng ngày 25 tháng 3, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi hoàn trả mặt bằng thi công tuyến đường sắt đô thị trên trục đường Lê Lợi, Ban quản lý đường sắt đô thị đã tái lập mặt đường, lát lại vỉa hè, trả lại giao thông thông thoáng. Tuy nhiên, cảnh quan và các tiện ích cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh và khách du lịch đi bộ chưa đáp ứng nhu cầu. Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, với hiện trạng không thể bố trí ngay cây và mảng xanh đủ lớn, đủ dày để tạo bóng mát cho vỉa hè như trước, nên giải pháp hiện nay là tăng cường mái che nắng, che mưa, vừa tạo không gian đi bộ thuận lợi cho hoạt động thương mại du lịch bên phần đường Lê Lợi, cùng hướng với chợ Bến Thành. Thiết kế mái che với kết cấu khung sắt lợp tôn và đóng trần phía dưới, kích thước mái che dọc hai bên vỉa hè mỗi bên trung bình 5,5 đến 6 mét, kinh phí ước tính khoảng 20 đến 30 tỷ đồng, bao gồm chi phí vật tư, nhân công, thi công. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, cần thiết phải thiết kế cảnh quan phù hợp nhằm tăng tính hấp dẫn, tiện ích cho người dân, tạo không gian thương mại mua sắm dọc phố sinh động.
Ngoài ra còn hướng tới mục tiêu đồng bộ với các tuyến đường xung quanh như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, thành không gian đi bộ lớn của thành phố, đảm bảo tính hiện đại, bảo tồn các kiến trúc có giá trị văn hóa lịch sử. Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo quận 1 tập trung quan tâm nghiên cứu và đề xuất giải pháp kinh phí thực hiện. Ngày 25 tháng 3, nguồn tin của báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, cơ quan chức năng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ về hai tài xế chở 10.000 bao thuốc lá lậu đã bỏ xe và tang vật trốn thoát khi lực lượng chức năng phát hiện. Theo thông tin ban đầu, lúc 3 giờ cùng ngày, Công an thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ đang trên đường công tác tuần tra phòng chống tội phạm, chống buôn lậu trên địa bàn khu phố 4, thì phát hiện hai ô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Ngay lập tức, hai tài xế đã nhanh chóng tẩu thoát, bỏ lại xe cùng tang vật. Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện bên trong ô tô biển kiểm soát 66A có chứa 2.500 bao thuốc lá, còn ô tô biển kiểm soát 51G chứa 7.500 bao thuốc lá. Tổng số tang vật ở cả hai xe là 10.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Hiện hai ô tô cùng tang vật đã được cơ quan chức năng đưa về trụ sở làm việc để tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 25 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Quốc Nhật, 34 tuổi, trú 19 Nhân Hòa 19, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 23 tháng 3, Nguyễn Quốc Nhật đã có hành vi đập phá trụ ATM Ngân hàng Đông Á nằm trên đường Lê Duẩn, khu vực đối diện Đại học Đà Nẵng và chiếm đoạt 175 triệu đồng. Ngày 25 tháng 3, đội cảnh sát hình sự công an quận Hải Châu đã phối hợp với công an tỉnh Phú Yên vây bắt Nhật tại thành phố Tuy Hòa khi đối tượng này đang đón xe bỏ trốn vào phía Nam. Sau đó, Nhật bị di lý về cơ quan công an quận Hải Châu để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Nhật đã khai nhận dùng máy cắt xà beng để cắt, cậy phá và chiếm đoạt tiền tại trụ ATM thuộc Ngân hàng Đông Á. Tang vật thu giữ gồm máy cắt xà beng cùng nhiều vật dụng tài liệu liên quan. Ngày 25 tháng 3, đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết các công nhân ngành nước vẫn đang tích cực khắc phục sự cố xì bể ống cấp nước D1500mm dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, vị trí gần giao lộ Hiệp Bình, Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức. Trước đó, đêm ngày 24 tháng 3, tại vị trí này đã xảy ra sự cố gây tràn nước khiến nhiều khu vực bị mất nước. Thời gian khắc phục sự cố trên dự kiến cần từ 2 đến 7 ngày. Trong thời gian sửa chữa, ngành nước sẽ phải cô lập nguồn nước và giảm bơm tại nhà máy nước Thủ Đức 3, do đó sẽ khiến một số khu vực nước yếu và gián đoạn cấp nước. Các khu vực nước yếu gồm quận 12, quận Tân Bình, quận Gò Vấp, ở các phường 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 17, quận Bình Thạnh ở các phường 5, 11, 12, 13 và thành phố Thủ Đức ở các phường Hiệp Bình Chánh, Linh Đông, Tam Bình, Tam Phú, Tam Hà. Để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng nước, Sawako sẽ hoãn bảo trì, sửa chữa tại nhà máy nước Tân Hiệp. Theo kế hoạch sẽ tạm ngưng nước nhà máy nước Tân Hiệp từ 22 giờ ngày 25 đến 5 giờ sáng ngày 26 tháng 3, đồng thời tăng công suất bơm nước từ nhà máy nước Tân Hiệp 1, Tân Hiệp 2 và nhà máy nước Thủ Đức ra mạng để điều tiết nguồn nước cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố đường ống D1500mm. Tối ngày 24 tháng 3 theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 UAE trong khuôn khổ giải quốc tế U23 Cup Doha Qatar 2023. Tại buổi tập này, huấn luyện viên Philippe Drieuzer tiếp tục triển khai giáo án rèn chiến thuật quen thuộc nhưng với những yêu cầu khắt khe hơn đối với các học trò. Ông động viên toàn đội thoải mái tinh thần cho trận đấu gặp U23 UAE tại giải quốc tế U23 Cup, không quá lo lắng đến kết quả thắng thua. Huấn luyện viên Philippe Drieuzer nhấn mạnh, mục tiêu chính của U23 Việt Nam là SEA Games 32 và giải U23 Cup chỉ mang ý nghĩa là bước đệm trong quá trình chuẩn bị. Điều quan trọng là các cầu thủ đã có cơ hội được thi đấu cọ xát với những đối thủ chất lượng, từ đó chắc chắn sẽ có sự cải thiện và tiến bộ.